Chào tất cả các anh em cần thủ đam mê con cá từ mình Trung Quốc. Hôm nay tục lên đây một clip gồm 9 cây câu nha, 9 cây câu này, 9 cây câu gấp càng ISO thì lâu nay em bán thanh lý giá rẻ, giá bèo nghèo cho anh em luôn. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗ không đem clip lên đó thì xem lại. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất mình tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây Alpha Taco hàng của Korea. Thì cây này cây càng tay chở máy nha anh em. Đó, càng tay chở máy. Thì cây này hàng zoom. Đó. Hàng 4m1 và 5m1 nha anh em. 4m5 và 5m1 nha anh em. Đó. Thì cái bát keo bát này bị rằn nha anh em. Đó mà còn rất là chắc nha anh em. Về câu thoải mái thôi anh em, thả qua quấn cần tay cũng được. Chắc liệu là được carbon. Đây, có một số phen em địa chỉ lại đây, phen này, đó, địa chỉ lại. Đó. Tất cả phen lại thì ok. Bu xin cho mọi người. Đó. Đây. Phen này địa chỉ lại. Đó. Vì anh em không thích thì anh em xả phèn ra, anh em làm cần tay đó. Rồi đánh cần tay vô tư nha anh em, còn rất là mới nha, lóng còn rất là mới luôn đó. Hàng zoom nha anh em, tất cả đều ok hết. Đây, địa chỉ là đây mọi người đó, hàng địa chỉ là nó địa chỉ là thôi. Thì dạng này về cho anh em câu cần tay chở máy, anh em xả cần tay ra câu đó. Câu chép, câu hanh, tôi viết nó sang hàng. Rồi, cây thứ nhất thì nặng là 240g, đọt là 0.8 ly. Dạ, tôi gọn 116 cm, giá là 500k cộng ship nhé. Tiếp theo là cây số 1 là 500k, tiếp theo cây số 2 em đang cho người là một cây của TFC, một cây nội địa nha mọi người. Đó. Bát là bát Cushi nè, bát Cushi tam vàng. Thì cái này dài 4m4. Đó, chất liệu là carbon, anh em có thấy. Đó. Thì phen cái này ok nè, phen về sao vậy luôn. Đó. Còn là một cây cần tay chở máy này, carbon sẵn đây. Đó. Này, carbon sẵn nha. Đó. Góc này cũng sẵn luôn. Đó. Phen thì ok cho mọi người. Đó. Thì đọt nó đây, đọt nó sẽ hình như là bị mắc một phen. Đó. Mắc một phen nha nè, mắc một phen. Đó. Đây, đọt đây. Lọc này câu cũng ok nè, anh em câu chép, câu phi, sẵn giết, đấy, mấy cái này đánh vô tư. Nguyên cây carbon này, ngoại hình này tương đối mới nha. Thì cái này nặng là 165g, thu gọn là 95cm, đọt 0.8 ly, giá công khai vẫn là 500 nha nè, cây số 2 500. Tiếp theo cây số 3 em đơn người là một cây cần Ryobi, hàng của hàng cục Korea. Thì cái này dài 6m nha nè, dài 6m, hàng còn rất là mới nha nè, tương đối mới. Cặp bát sẵn nha mọi người. Bát là bát Fuji sắt Seben. Đó. Đây 6m nha mọi người. Ryobi. Đó. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Bu là bu hàng nguyên zin nè, bu đây, bu của nó luôn. Đó. Phen ok hết. Thì có một phen này em đi keo lại nha mọi người. À, chỉ có một phen này đi keo lại thôi. Tất cả phần lại ok. Đó. Cọc bằng sắn luôn nè, cọc bằng sắn tiệp, dài 6m, cần tay chở máy. Giờ anh em copy, câu chép, câu, đó. Ngoại hình tương đối ok nha mọi người, ngoại hình ok, đó. Chất liệu carbon, đó. Dài 6m. Đó. Đóng cho anh em xem. Đây nè, nè, carbon nha, hồi carbon. Đó. Thì cái này nặng là 268g, đọt thu gọn là 130cm, đọt 0.6, giá công khai là 600k nha nè. Đó, cái số 3 giá 600k. Tiếp qua ambra dạng ISO. Tiếp theo cây số 4 lên cho mọi người một cây cần của Sanwa, một cây nội địa. Đó. Đó, Sanwa. Thì cái Sanwa này carbon sáng chìm nè, dạng Sanwa sáng chìm. Đó. Phen là phen Fuji, phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Thì cái này anh em về thích thả tay cũng được, không thích thả cây thì lấy cây ISO. Đó, carbon sẵn như này, sẵn tới ngọn luôn. Đó. Đó. Hàng tương đối ok nè, đó, xuất sắc ít. Đây, lắm đây xuất sắc nhiều đây, đó.
fan Fuji nha mọi người, fan Fuji. Thì cây này đọc số 3 anh em, đọc số 3 và 5m4. Thì cây này anh em không thích thì anh em hạ cần tay đánh cũng ok, rất là ok luôn. Thì cây này nặng là 260g, thu gọn là 100cm, đọt 1 ly 5, giá công khai là 500 luôn nha mọi người. Cây số 4 500, ở bên này bán là giá bèo nhèo luôn. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên như là một cây Daiwa, một cây Daiwa Việt Nam sản xuất đó, mà có đầy đủ như anh em, hàng này xuất từ Nhật. Thì cây này đọt số 3 và 5m3, bát là bát Fuji như này, bát Fuji Japan, tem nó đây đó, đây qua thì fan cũng là fan Fuji anh em, fan Fuji đó, cặp bọt sẵn anh em, cặp bọt sẵn nè đó, có xước xác nha, cặp bọt sẵn có xước xác. Thì dòng mấy dòng này về anh em hạ tay đánh là bạo lực rồi đó, hạ tay đánh thì đọc nó ra tầm khoảng đâu á 3h 4h đó, đọc vậy đánh ok rồi, vô tư đó, không phải anh em để câu ISO cũng được. Cặp bọt sẵn nha mọi người, đây qua phôi, đây qua cặp bọt sẵn, đọt cũng sẵn luôn đó. Rồi giá công khai cây số 5, giá công khai vẫn là 500k, cái này nặng là 280g, đọt là thu gọn là 100cm, đọt là 1 ly 4 nha anh em đó, đọt giá công khai là 500k luôn nha mọi người. Cây số 5 giá là bèo nhèo. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 là một cây cần gỗ xi măng, cây này của Korea xuất Nhật nha mọi người đó, hai carbon nè. Thì cái này ngoại hình nó mới, đựng đó mới, bát là bát Fuji F6 nè, cái này đọc số 2 và 5m4 đó, fan nguyên sinh nha mọi người, fan nguyên sinh Fuji đó, cây này thì mới nha mọi người, cây này thì mới đây, carbon sẵn nha nè, carbon sẵn nha đó, cây này thì mới nha mọi người đó, không có xước xác gì hết. Cây này ngoại hình nó ra tao đó tầm khoảng 93-95%, rất là mới luôn. Nó đọc đây đó, carbon sẵn nha nè, đọc carbon luôn đó. Thì cái này nặng là 290g, thu gọn là 100cm, đọt là 1 ly 5, giá công khai cây số 6 là 600k nha mọi người. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho người là một cây cần hàng carbon thay da, cây của Olympic đó. Thì cái này hàng Korea xuất Nhật cho anh em đó. Thì cái này đọc số 2 và 5m4 đó. Cái này carbon thay da, bát là bát Fuji Japan đó, fan là fan Fuji anh em, fan Fuji đó. Mọi người đây số foil carbon thay da nha anh em, carbon thay da, cái này tương đối mới nha anh em, tương đối mới đó, không có xuất sắc gì nhiều hết, thôi bao đẹp rồi. Vì em không có chuyên về ISO đó, em chỉ bán 2 khúc 3 khúc chỉ cần lua là nhiều thôi, ISO này thì em thua. Long áp lọt nó cặp bao sáng chìm nha anh em đó, này mới thấy đọc đây, đọc vẫn là đọc cặp bao sáng nha anh em, dạng cặp bao sáng hay da. Rồi cây số 7, cây số 7 anh nhìn nè, dài là 2m55, đọt nặng là đó, cây số 7 dài là 5m4, đọt số 2 nặng là 255g, thu gọn 100cm, đọt là 1 ly 2, giá công khai số 7 là 800k nha nè, số 7 là 800k. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 lên trong người một cây cần Ryobi, Ryobi đó, cây nội địa nha anh em, Ryobi. Thì cây này dạng carbon thay da, carbon sẵn sẵn vòng nha anh em, dạng folder mới nha anh em, anh thấy fan là fan sheet nha anh em, fan là fan sheet đó. Cây này đọc số 1 thôi, dạng 5m4, bát Fuji Japan đó, cây này nội địa nha mọi người, carbon sẵn đây đó, cây này tương đối ok nha mọi người. Thôi carbon sẵn là sẵn hai da nè, gà nhắm bài á mọi người, thôi sẵn rất là đẹp luôn đây đó, thôi sẵn này khỏi chê đâu ạ. Cái này anh em không thích thì về xả cần tay ra đó, cần tay đánh là ngầu rồi, bao ok bao cảm giác luôn đó. Cần tay này về anh em xả ra câu chép là khỏi, không còn gì bằng nữa. Đóng trên đây carbon sẵn sẵn chìm nha anh em, sẵn
đọt ra đây đó. Đọt nó đọt carbon đặc nha anh em, đọt số 1 đó. Rồi cây này nặng là 180g, thu gọn là 100cm, đọt là 0.6, giá công khai là 800k luôn nha mọi người. Đó, cây số 8 giá 800k, 5m4, đọt số 1. Tiếp theo cây cuối cùng, một cây Shimano, cây nội địa của Nhật. Thì cái Shimano này thì dài 5m8, 7 lóng, thu gọn là 192cm, nặng là 240g, đọt 0.8, 0.9. Đó. Đây, đó. Giá nó bán tại Nhật là 31.000 ngay ra tầm khoảng 6 triệu rưỡi. À, sách vở đầy đủ, bọc đầy đủ nha anh em. Ngoại hình sáng nha mọi người, ngoại hình sáng nha. Đó. Đây, carbon thay da, đó. Đây, carbon thay da. Đó, rất là mới nha anh em, cây này mới nha. Đó. Martin sẵn nhất cho người đó, cây này anh em về hạ tay đánh cũng ok luôn nha. Lại bị xước một tí, tất cả đều ok hết nha mọi người đó. Thì cây này mấy clip trước em đăng bán là 1.4 triệu thôi, cây này giảm giá luôn nha mọi người, giảm giá cây này giảm còn 1 triệu thẳng luôn đó. Đây, cây số 9 giá 1 triệu cộng ship mọi người. Rồi đó, tổng cộng 9 cái cần em đưa cho anh hôm nay, nếu em ưng cái nào chốt để em soạn tự động liên hệ với anh em nha. Tem Fuji nội địa ở đây đó. Rồi, cảm ơn em nhiều.